Sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã về thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thăm vườn nhãn hữu cơ rộng hơn một mẫu tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Bộ trưởng bày tỏ ấn tượng với mô hình nhãn sạch, ngon từ đất, ngọt từ tâm của chủ vườn Bùi Xuân Sử. Làm về hậu quán đi, tao đầu tiên là làm nhỏ nhỏ đi, chục ông, hai chục ông, mười mấy người được rồi. Từ từ nảy nồi ra, qua cái hội quán gì đó thì những người mà như Sử nói và ông tâm sự đó, có những người ta chưa chịu làm hữu cơ, người ta sinh hoạt với mình riết rồi, người ta thấy người ta mê theo. Đó, hợp tác xã nó sẽ đồng hành với cái hội quán, thì là hai cái nó khác nhau. Hợp tác xã là một gần như là thực hiện theo luật, đúng không? Còn hội quán là thiết chế, tự nguyện mà. Tôi vui, tôi vô tôi ngồi để nghe người khác nói cho nhau nghe. Trong dịp này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng giới thiệu một số doanh nghiệp xuất khẩu về tìm hiểu và xúc tiến, tìm cách đưa nhãn Hưng Yên sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc.